tiếng nước mắt dày vò trong tôi bấy lâu. Chút ánh sáng chẳng tìm ra nơi ngõ sâu. Máu vẫn nóng dù nhịp tim kia tắt màu. Tìm ai đây, ai sai ai đúng. Gió đã xóa bước chân đêm cuốn đi ngày tương lai. Bóng tôi di vang quanh ta lặng thầm trôi qua. Sống chẳng thể nói lên nỗi lòng người khơi xa. Chỉ còn bao tình yêu anh trong mắt người. Đường trong gai tôi bước đến cõi bút giá phía trước. Với trái tim người lên lửa thiên. Nhưng cứ trao một đời biết lý. Trên đôi vai người tìm công lý. Dù yêu được che lớp bóng tôi quá khứ vỡ nát. Gian dối kia nào ai có hay. Dẫu hiểm nguy biển trời vòng ba. Nè, nhanh nhanh lên đi em, lẹ lên. Coi sắp xếp lại kỹ càng cho anh nha. Phòng này là phòng khách VIP đó. Khách sắp tới rồi đó. Rồi, em ra ngoài lấy thêm đồ với lại lấy mic vô cho anh để test âm thanh nha. Tôi nghe nhân viên nói là ông đang ở đây. Ồ, thì ra là ông hả? Sao, ngọn gió nào hôm nay đưa ông đến đây? Thì công việc nhiều quá, lâu lâu cũng cần phải có chỗ để giải trí chứ. Có phải lực không vậy? Tôi cứ tưởng đâu á, làm ở bên cạnh anh hai tôi là vui rồi chứ. Ai rồi cũng phải khác. Tôi cũng đâu phải người máy đâu mà không biết mệt. Được rồi, nếu như ông đã nói như vậy thì hôm nay ông cứ việc ăn chơi thỏa thích. Tiền tôi sẽ trả. Cảm ơn. Thôi, bây giờ tôi có việc rồi. Tôi sẽ kêu mấy đứa nhỏ sắp xếp cho ông. Vậy nha. Gì vậy? À, anh Thạch gọi nhờ anh chỉnh lại dàn máy. Mấy anh là ai? Chúng tôi là cảnh sát. Anh có phải là Lý Thanh Lực không? Chúng tôi nghi ngờ anh chàng trữ ma túy, mời anh về sở cảnh sát điều tra. Tại sao cậu lại bỏ dở nhiệm vụ như vậy? Cậu có biết là việc bỏ vị trí ở quán karaoke là chúng ta mất rất nhiều manh mối quan trọng. Hơn nữa, chúng ta không hề biết vì sao tên Lực lại vào quán karaoke và có dính líu tới ma túy, dù trước đó hắn ta không hề có liên quan tới hàng cấm. Tôi thật sự không hiểu nổi, cậu đã từng là một con người rất có nhiệt huyết với nghề, vậy mà bây giờ lại để xảy ra sơ suất như vậy. Minh Hùng! Hùng! Tôi muốn chuyển công tác. Cậu nói cái gì? Tôi muốn chuyển công tác. Tôi không muốn làm cái vị trí này nữa. Nè, cậu sao vậy? Nhớ lại đi, từ lúc mới thành lập đội, chúng ta nhiệt huyết như thế nào? Cậu luôn là người giữ lửa cho đội NT04 này. Bây giờ nói bỏ là bỏ hả? Chính cậu luôn biết, vụ án đang hồi căng thẳng nhất,
Bây giờ báo ngang vậy làm sao? Chúng tôi làm thế nào chứ? Tôi thất vọng về cậu lắm. Minh Hùng à, anh bình tĩnh lại đi. Em biết là bây giờ cảm giác của anh rất khó chịu, nhưng mà anh phải nghĩ cho mọi người. Em đừng nói nữa. Anh không còn tâm trí nào để làm việc nữa. Em hiểu chứ? Em tin là anh có thể vượt qua được chuyện này. Từ trước tới giờ anh luôn là một người năng nổ và kiên định nhất nhóm. Mỗi lần mà ai hoang mang gì thì luôn có anh làm tin. Minh Hùng mà anh suy nghĩ lại đi. Mọi người rất cần anh. Anh cần được yên tĩnh. Tôi nghe. Thưa sếp, có người tên Đào muốn cần gặp anh. Tôi hiểu rồi. Bà Đào đích thân mạo hiểm tới trụ sở, chắc chắn là có gì quan trọng. Chúng ta đi. Có chuyện gì mà chị mạo hiểm tới tận đây vậy? Đô La đã xác định được dân anh ngoại tình với em trai của mình. Và tôi nghĩ rằng với tính cách của Đô La chắc chắn sẽ ra tay diệt trừ hậu quả. Tôi đã hiểu ý của chị. Lập tức cho người theo sát nhất cử nhất động của Đô La và liên lạc với Vân Anh. Rõ. Tôi có nhận được một cuộc gọi, một số lạ. Các người xem đi. Tôi thật sự không hiểu nổi. Cậu đã từng là một con người rất có nhiệt huyết với nghề. Cậu luôn là người giữ lửa cho đội N04 này. Bây giờ đã bỏ là bỏ hả? Chúng tôi làm thế nào chứ? Tôi thất vọng về cậu lắm. Minh Hùng mà anh suy nghĩ lại đi. Mọi người rất cần anh. Minh Hùng, mày đang bị làm sao vậy? Bây giờ không phải là lúc để mày yếu đuối. Đồng đội đang cần mày, người nhà nạn nhân đang cần mày, công lý đang cần mày. Mày làm sao vậy Hùng? Niềm tin của mày đâu rồi? Quyết tâm của mày đâu rồi? Tất cả mọi người tin mày. Mày đang làm cái gì ở đây vậy Hùng? Hả Hùng? Kêu tôi tới cái nơi cũ kỹ này làm gì vậy? Anh đã mua lại cái chung cư này. Anh mua chung cư hay nghĩa trang đó là chuyện của anh. Mắc mớ gì tới tôi? Anh mua cái chung cư này là để cho em đó. Anh bị điên hả? Nhà cửa khang trang thì không chịu ở, ra đây mua cái chung cư cũ kỹ này làm cái gì? Thì anh mua nó cho em. Em muốn làm gì làm. Mở công ty, mở spa hay là bất cứ thứ gì em thích. Tôi không cần. Tôi thừa biết nơi đây có người chết. Anh mua để làm gì? Thì cũng vì như vậy mà anh mới mua nó được với giá rẻ. Nếu như em thích, em có thể trưng dụng nó làm cái nơi mà chứa hài cốt của người chết cũng được. Anh đừng nghĩ là tôi không biết gì. Đúng là chỉ có vợ của anh mới hiểu được anh như vậy. Và cũng chỉ có tôi mới hiểu được vợ của mình. Anh làm gì vậy? Anh không được bước qua đây nha. Bây giờ sao? Cô muốn tự nguyện hay là để tôi giúp cô? Anh không được đối xử với tôi như vậy. Tại sao không? Tôi đã từng cảnh cáo với cô.
Nếu như dám phản bội tôi thì cô biết được kết cục như thế nào mà. Nhưng mà dù gì tôi cũng là vợ của anh. Vợ? Bây giờ tôi có tiền, rất nhiều tiền, thì tôi muốn bao nhiêu vợ mà chẳng được. Quan trọng là người nào chung thủy với tôi kìa. Tất cả mọi thứ là do anh. Anh lấy tôi về bao nhiêu năm nay á, anh có bao giờ quan tâm lo lắng cho tôi chưa? Anh có bao giờ biết tôi muốn gì và thích gì chưa? Anh có bao giờ làm một người chồng chính đáng chưa? Tôi không muốn những đồng tiền dơ bẩn của anh. Cô nói cái gì? Thứ đàn bà như cô đã phản bội được một lần thì sẽ có lần sau. Tôi không muốn nghe cô giải thích bất cứ thứ gì nữa. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Dừng tay lại! Đô La, anh đã bị bắt. Các anh nói gì vậy? Tôi với vợ tôi đang tâm sự với nhau mà. Anh ta nói láo, anh ta là kẻ giết người. Cô ấy mới là kẻ nói dối đó. Chúng tôi đặt camera quan sát khu vực này rồi. Muốn biết ai liên quan cho ai, về trụ sở theo dõi. Đừng lại. Đồ La, đừng lại. Trời sắp tối rồi đó, mà đại ca dặn vậy, rồi mày tính sao? Hay là tao với mày cứ làm đại đi, rồi chặt ra từng khúc nhỏ, chôn rồi phi tan luôn. Vậy cũng được, giải quyết nhanh gọn đi còn đi về. Chứ mấy ngày nay tao ngán quá mày ơi. Đi mày. Ngoan ngoãn nghe lời á thì tao nhẹ nhàng cho ra đi, không có bị đau đớn, nghe chưa? Đúng là đứng lại, anh đã bị bắt. Tôi đã sớm nhận ra thái độ bất thường của chị. Tôi đã dặn bọn đàn em của tôi, nếu như trước mặt trời lặn mà không thấy tôi về thì bọn nó sẽ đem con trai của chị cho đi đoàn tụ với chị gái của nó. Mày... Các anh đã bị bắt, giải chúng về đồn. Ổn rồi bé Phúc. Nếu như bây giờ chị không giúp tôi mở đường thoát, tôi e là tính mạng của con trai chị. Chị cứ yên tâm, chúng tôi đã giải thoát được cho cháu. Các anh bắt cóc cô gái bằng cách nào? Chúng tôi phát hiện ra Mỹ Hạnh đang kinh doanh mua bán quần áo trên mạng và thường xuyên livestream, cho nên chúng tôi đã cố tình tạo một nick giả. Thậm chí chúng tôi còn đặt một món hàng với giá trị rất cao để cô ấy đích thân giao hàng đến tận nơi. Alo, alo. Đừng nói là bơm hàng nha trời. Cúng cô hồn tháng 7 rồi mà. Con gái của bà hiện tại đang nằm trong tay chúng tôi. Nó sẽ không sao nếu như bà giao cho chúng tôi 5 tỷ. Tôi báo cho bà biết, khôn hồn ngoan ngoãn thì tôi còn niệm tình, còn bằng không chuẩn bị hốt xác con bà về. Cô ấy đã vùng vẫy trong đau khổ và bất lực. Tôi đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Thậm chí trên vai của ông ta còn vết cắn của Mỹ Hạnh nữa. Sau đó thì sao? Sau đó ông ta ra lệnh cho Tý Hero thủ tiêu Mỹ Hạnh. Nhưng khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi biết được là cô gái không chỉ bị cưỡng bức một lần. Lẹ lên nữa chứ. Sao được mà. Tý Hero chính là người cuối cùng cưỡng bức Mỹ Hạnh. La
Làm gì đó? Không còn nhiều thời gian đâu, thủ tiêu lẹ đi. Đô La chính là người ra lệnh thiêu hủy cái xác. Còn chuyện tàn trữ ma túy trái phép ở karaoke của Thạch Gold cũng chính là do Đô La yêu cầu tôi sắp đặt. Ý anh là... Đúng. Đã đến lúc cho nó biết thế nào là lễ độ. Nhằm để đẩy em trai ruột của mình vào tù vì tội gian díu với vợ của ông ta. Nhưng có một chuyện tôi cũng vẫn không thể nào hiểu được. Tôi vẫn là thằng còn giá trị lợi dụng. Tại sao ông ta lại gọi báo cảnh sát chỉ đích danh tôi là người buôn bán ma túy vậy? Thì đơn giản, hắn muốn đổ tội giết Tí Hero cho anh. Cái áo mà anh đang mặc chính là cái áo mà hắn đã mặc ngày giết Tí Hero. Hả? Trên áo còn một vết rách do con dao của Tí Hero gây ra. Và chúng tôi đã xét nghiệm được mẫu vải trên áo của anh trùng khớp với những sợi vải còn sót lại trên con dao. Điều đó cho thấy Đô La đã có chủ đích đưa anh ra làm bia đỡ đạn ngay từ đầu. Trời ơi, mấy người kêu tôi tới đây làm cái gì vậy? Chị làm ơn trật tự đi, ở đây là đồn công an. Trật tự gì? Chẳng phải tôi đã phối hợp với mấy người đi tới sân thượng để gặp anh ta rồi sao? Mấy người có biết là hồi nãy xém xíu nữa là nó giết tôi luôn rồi không? Chị phạm tội rửa tiền và không tố giác tội phạm, nghĩa là đồng phạm. Cái gì mà rửa tiền rồi không tố giác gì? Tiền đó là tiền của chồng tôi đưa cho tôi xài, tôi không có biết gì hết trơn á. Còn công ăn chuyện làm của ổng á thì sao mà tôi biết được? Tự nhiên mấy người đổ đổi lên đầu tôi là sao? Chị làm ơn hợp tác đi. Chồng chị là ông Hoàng Ngọc Đô, đã ra tay sát hại đàn em là Tí Hero. Tôi mong chị thành thật khai báo và hợp tác với chúng tôi, chị sẽ được khoan hồng. Tôi không hiểu là tại sao đang yên đang lành các anh lại bắt tôi lên đây, trong khi tôi còn rất là nhiều việc cần giải quyết. Chúng tôi điều tra được karaoke mà anh đang làm chủ có liên quan tới chất cấm. Tôi không biết gì hết á. Chuyện mà anh tìm thấy ma túy ở karaoke tôi là do chắc ai đó hại tôi thôi. Chứ quán tôi làm ăn đàng hoàng thì làm gì có xảy ra mấy chuyện đó. Chúng tôi còn phát hiện thêm rằng anh có liên quan tới đường dây rửa tiền liên quốc gia của ông Hoàng Ngọc Đô, chính là anh trai của anh. Rửa tiền cái gì? Tôi không biết gì hết á. Tôi chỉ biết là anh trai của tôi đưa tiền cho tôi xài thì tôi xài thôi. Còn mà tiền mà anh trai tôi lấy từ đâu á, tôi không cần biết. Mà không biết thì không có tội. Vậy anh nghĩ rằng anh trai của anh làm ra một số tiền lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn là chuyện hết sức bình thường hay sao? Tôi nói là tôi không biết. Các người mà vu khống cho tôi nữa, tôi kiện các người ra tòa đó. Chẳng thể nói một lời ta tha thứ nhau, chẳng thể sống một đời oan khiên đớn đau. Tiếng nức trước mồ phần bi thương vẫn vương, bình minh lên hay chẳng nhầm máu. Đã có những lúc ta say không biết mình đang trôi, đã có những lúc buông tay đường dài chia đôi. Rơi thương lòng chưa phai, triệt nhân ra lời danh.
như thành chỗ ta. Đừng trông cái tôi bước đến cõi bút ra phía trước với trái tim ngời lên lửa thiên, nhưng cứ trao một đời biệt ly trên đôi vai người tìm công lý. Dù yêu được che lớp bóng tối quá khứ vỡ nát, gian dối kia nào ai có hay, dẫu hiểm nguy biển trời phong ba ta vẫn không dừng lại. Đừng trông cái tôi bước đến cõi bút ra phía trước với trái tim ngời lên lửa thiên, nhưng cứ trao một đời biệt ly